Và tiếp nối chương trình thì ngay sau đây chúng ta cùng đến với câu lạc bộ Xuân là Thanh Sơn với vũ điệu Vỗ Hoa Lệ, xin mời. Sau bài này thì chúng ta cùng đến với câu lạc bộ thiếu nữ thể thao Thanh Ngoan với bài Sao Ta Yêu. Vâng, phố này là phố hoa phượng, chứ không phải phố hoa lệ.